Oh, đây đây đây. Được rồi. Wow. Phụ gì ơi, phụ gì? Đường luôn rồi. Wow. Hôm nay là anh trai của mình đó là người chuyên gia về câu cá, hái chặt măng với lại hái cây rừng ha. Hôm nay ảnh dắt thủy với lại cả dân đi hái cái trái pho pho. Mình gọi là trái xoài rừng nhưng mà Mỹ nó gọi cái trái pho pho. Thì bây giờ mình đi vô để mình hái trái pho pho đó nha. Cây gì mà dài dữ thế? Cái cây này là tại vì ở nhà mình không có cái đem cái cây dài và được tới đây anh mình mới vô rừng chặt cái cây tre, tại vì cái cây pho pho nó cao quá cho nên mình phải dùng cái này mình lắc đó. Rồi chút nữa mới thấy, chút nữa là rồi chút nữa là mọi người sẽ thấy làm sao thì lấy được trái pho pho xuống nha. Mình kéo theo cái này là mình để mình đựng cái trái pho pho cho nó khỏi bị dọc. Xoài rừng á hả? Đây, cái này là mình để sẵn thôi ha. Rồi suốt đường này nè. Chỗ nào khúc nào? Cái này là trái nho rừng nè, anh thì nói trái này trái nho rừng nhưng mà thì chưa ăn bao giờ hết, thì không có dám. Đẹp quá trời luôn nè, thấy không? Đó. Các ai biết ăn trái nho rừng như thế nào không? Ở trong nó bị nó sữa như thế này nè. Mọi người, Thủy không biết là cái này ở chợ thì người ta có bán không thì Thủy không có biết. Nhưng mà muốn ăn được trái này thì mình phải bỏ công sức đó là đi hái. Nhưng mà người ta nói muốn ăn thì phải lăn vô bếp ha. Nếu không lăn vô bếp thì làm sao có đồ ăn. Cho nên mình đi hái và mình ăn cảm thấy nó ngon hơn. Ở đây trên đường Thủy đang đi thì thấy cái này là lá tía tô này mà nó lớn lắm. Mình có thể hái về như vậy nè, cuốn lá lơ, cuốn thịt bò nướng được nè. Đây. Rồi mình sẽ có là tía tô cuốn thịt bò, lá lốt cuốn thịt bò. Bây giờ mình sẽ xài và bát lá tía tô cuốn thịt bò. Chị có nghĩ là ở đây người Việt mình đi ăn xong đây mình dục lại xong nó có lên không ta? Có thể là khi mình ăn mình có dục cái nhánh xuống á, họ hoặc là họ cố tình nữa. Có nhiều người họ cố tình họ vô đây họ plant những cái cây giống như là chị mình có một người bạn ha. Anh ta thấy là chị mình ăn mấy cái cây rau răm rồi nhưng mà ở gần đó có một khu rừng có nước. Thế là ảnh xin mấy cái cây gốc quá ảnh dục đó. Bây giờ hiện tại là Thủy nghe kể lại là nó đã đang lên giống như là một khu rừng nhỏ rồi á, nhưng mà chưa có cơ hội để tới thôi. Cái này gọi là thu hoạch ngoài dự liệu. Hôm nay chỉ có nghĩ là đi thu hoạch trái bo bo thôi, mà bây giờ hôm nay mình sẽ thu hoạch được lá tía tô nữa ha. Thơm quá. Cái này là nhớ tới bánh xèo này nha mọi người nha. Cái này á là về ăn bánh xèo cũng ngon nữa. Mọi người thấy cái trái pho pho không? Thì đang đưa cái nhánh lên nè, đó. Đây nè. Đây là Thủy phai ra cái trái rồi nha, mọi người thấy không? Thì đang kéo xuống nè. Khó kéo lắm á. Đẩy lên nó mới rớt. Đẩy lên, đẩy ờ đó, đẩy lên, đẩy cao lên. Đẩy mạnh lên. Rớt vô mặt. Đó. Ồ. Nào. Đây cái trái pho pho nó là như thế này nè. Cái trái pho pho mọi người nhìn ngoài nó giống trái xoài xanh nhỏ ha, nhưng mà cái này nó có ở miền Bắc của nước Mỹ thôi. Này mọi người, cái cây này, cái trái này thì phai ra được cái cây là nó gần quá nè cho nên hái nè. Đó. Đó. Đợi cho em coi to quá hả? Đây. Wow. Đây nữa. Thật ra trái này to nhỏ gì nó cũng chín hết nha mọi người nha. Mình để là nó xuống sẽ chín thôi à. Oh, đây. Mi ơi, phụ gì? Đây cho Mi phụ thầy bác. Bên đây có ba trái luôn. Mi con cầm đi Mi. Thủy ơi. Ơi. Nè. Đâu con đi chờ thầy bác. Bên đây có ba trái. Đây này. Đây. Ú đã quá chứ cũng không à. Được rồi. Wow. Mua. Anh Vũ về quay, anh Vũ hái bên kia kìa mau.
Tôi nguyên trùng. Wow, trái của Dũng đã chưa? Trái của Dũng to chưa? Đây nè. Wow. Wow, hai trái của Dũng đều chưa? Đây nè, qua bên hái được ba trái nè. Đâu? Bên đưa tới cho bà Tâm quay đi. Đây nè. Wow. Đây, thu hoạch nha, thu hoạch nha. Wow. Ai đi bên, bên có hái đi bên. Right here, right here. Đưa bà Tâm coi, đưa bà Tâm coi. Đây có còn đường cây không? Đây rồi, thả ra, bà Tâm coi. Wow, Thủy có hai cái trái dễ thương cho Thủy. Cái này đẹp quá thì phải bẻ. Cái này thì phải bẻ thành cái nhánh cơ. Đó, làm cái đường luôn. Wow. Cây nhỏ xíu thôi thấy không? Nó trái mà. Yeah, cây nó rất là nhỏ và trái nó rất là đẹp. Nè My, thu hoạch nè My. Wow, hai cái trái này đẹp vậy. So cute. Có another one đây nè. Cái để trốn dưới này nè. Yeah. Mấy trái? Ba trái dính luôn. Wow. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Okay. Thu hoạch khấm khá quá nha mọi người. Cái này là thì lấy ra một ít ở ngoài để ăn thử, với lại cho mọi người thấy là cái trái pawpaw nó như vậy nè. Nhưng mà khi mà mình ăn á thì mình nên ăn những cái trái chín như thế này, nó đã mềm rồi ha, hoặc là nó phải có chấm đen thiệt nhiều thì lúc đó cái thịt nó mới mềm. Bây giờ mình sẽ mỗi người ăn thử một trái. Cái này là công quả hôm nay của mọi người ăn thử đi. Công lao động, công lao động của gia đình nhà Thủy hôm nay nè. Nó vàng đó. Wow. Nè mọi người thấy cái ở trong không? Cái hộp của nó để Thủy ăn đã. Thơm dã man luôn. Cái vị nó sao? Mùi xoài nè, mùi chuối chín nè, mùi trái ô ma nữa nè. Rồi có mùi trái thơm nè. Hộp nó giống y cầu một cầu gì cầu dai á. Nó giống trái bình bát á Dũng. Nè mọi người thấy cái hộp bên trong của cái trái popcorn nè, nó giống như là trái bình bát á, hoặc là hộp mãng cầu. Đây ngon quá mọi người ơi. Mọi người, cái trái trên tay Thủy làm, Thủy nói là có chấm đen nè ha, mà bây giờ cái này là trái chín cây nha. Nó mềm hả Thủy? Nó mềm rồi phải không? Nó mềm lắm rồi mà nó Wow, hấp dẫn quá. Nhìn nó giống như mít đó ha. Nhìn nó giống sầu riêng. Lấy muối giống như sầu riêng không? Đây nó ngon á. Không tả được. Làm. Mọi người, đừng có ăn chín quá nha, mà ăn giống như Thủy, nó giống như là sầu riêng, rất là mùi, chia cho miếng nào. Ngon lắm á, còn miếng. Hấp dẫn quá, mọi người đang dành nhau ăn. Hấp dẫn quá thôi, nhưng mà mình phải chia trừ cho nhỏ em miếng. Ngon, ăn vậy ngon quá. Cái này nó mùi xoài. Cái nào? Cái to. Cái này nó vậy, nó mùi xoài. Cái này ngon. Mình ăn tại chỗ trong rừng đúng không? Mọi người đừng có để chín tới như vậy, nó bị cái mất, nó mất mùi nhiều rồi. Nhưng mà cái này á thì nó không có mùi ôm trái ôm ma chân ra trong đó, nhưng mà này nó rất là ngon. Bây giờ em đưa qua cái vỏ thành quả của mình cho mọi người coi cái Thủy nha. 2 tiếng đồng hồ thì cho mọi người coi cái thu hoạch của Thủy. 2 tiếng đồng hồ ta được bao nhiêu thêm như thế nào ha. Mọi người ơi, hôm nay là Thủy thu hoạch được trái pawpaw này, mọi người nhìn đi, thiệt là vui và thiệt là hấp dẫn luôn á. Trái pawpaw quá chừng luôn nè.